nhà sản xuất SUV của Mỹ Jeep, cuối cùng cũng đã tiết lộ giá bán của mẫu SUV 7 chỗ Jeep Meridian, hoàn toàn mới dành cho thị trường Ấn Độ. Dòng sản phẩm này có 5 biến thể trải dài trên hai phiên bản Limited và Limited áo với mức giá từ 893 triệu tới 1 tỷ mốt khi quy đổi ra tiền Việt. Trong tầm giá này, mẫu SUV 7 chỗ Jeep mới sẽ xoán ngôi Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, MG Glaster và Skoda Kodiaq. Quá trình sản xuất chiếc SUV Meridian sẽ diễn ra tại cơ sở Ranjangaon của Jeep ở gần Pune, Ấn Độ. Nhà sản xuất tuyên bố rằng Meridian có 82% các thành phần được bản địa hóa, cho phép họ định giá mẫu xe này một cách cạnh tranh. Bảng giá chi tiết mẫu xe Jeep Meridian mới: Limited MT giá khoảng 893 triệu, Limited AT giá khoảng 946 triệu, Limited OMT giá khoảng 964 triệu. Limit AT giá khoảng 1 tỷ lẻ 24 triệu. Limit từ o 2 cầu AT giá khoảng 1 tỷ 1. Trái tim của chiếc SUV 7 chỗ Jeep Meridian mới là động cơ DSN 2 lít, được mượn từ Jeep Compass. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm. Để thực hiện nhiệm vụ chuyển động, nhà sản xuất đã trang bị cho Meridian tùy chọn hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động chuyển đổi mô men xoắn 9 cấp cả hai loại hộp số đều có thể kết hợp với hệ dẫn động cầu trước, trong khi AVKD dẫn động tất cả các bánh chỉ có trên bản sử dụng hộp số tự động. Như đã đề cập ở trên, mẫu SUV 7 chỗ Jeep Meridian mới có các phiên bản Limit Tự và Limit Tự O. Biến thể cao cấp nhất đi kèm với một số tính năng độc quyền bao gồm camera 360 độ, cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn 10.25 in, cửa sổ trời hai ngăn, mái che hai tông màu và nắp gương cũng như cửa hậu điều khiển bằng điện. Hệ thống kiểm soát đổ đèo và hệ thống Selectorin được dành riêng cho các biến thể AVKD. Bộ tính năng tiêu chuẩn của Jeep Meridian bao gồm đèn pha Projector LED với LED DZLS, đèn sương mù LED khi vào cua, mâm hợp kim cắt kim cương 18 inch 2 tông màu, đường dây trên nóc, đèn pha tự động, ghế da nâu, ghế lái điều chỉnh độ cao bằng tay, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng kích thước 10 inch, với công nghệ xe hơi kết nối Uconnect 5, hệ thống âm thanh 9 loa Anpai, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, sạc không dây phanh đỗ điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống giám sát áp suất lốp, 6 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát ổn định điện tử. Hàng ghế thứ hai của Jeep Meridian có chức năng ngả, gập và lật với tỷ lệ phân chia 60-40 trong khi hàng ghế thứ ba có tính năng ngả và gập phẳng cùng với tỷ lệ phân chia 50-50. Hàng ghế thứ ba có sẵn tính năng làm mát bằng nút điều khiển. Meridian cung cấp loại ghế băng cho hành khách ở hàng giữa và thứ ba. Mẫu SUV 7 chỗ mới của Jeep có kích thước chiều dài 4.769mm, rộng 1.859mm và cao 1.698mm. Điều đó có nghĩa là, mẫu xe này dài hơn 364mm, rộng hơn 41mm và cao hơn 48mm so với Compass. Meridian nằm trên trục cơ sở dài 2.782mm dài hơn, 146mm so với người anh em 5 chỗ Compass. Chiếc SUV Meridian có không gian cốp xe từ 233 đến 1760 lít. Xe cộ XXX